Hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau đổi chủ đề đi một tí nhé. Bọn mình sẽ nói về cách học tập tiếng Anh cho trẻ em, chứ không phải cho người lớn nữa nhé. Thực ra trẻ con ấy, nó học tập khác với người lớn lắm. Mà chính bọn mình đã từng là trẻ con rồi đúng không? Mình không nhớ được cái việc ngày xưa mình học như thế nào. Xong rồi bây giờ ấy, mình lớn lên rồi, cái cách học của mình khác đi rồi. Thế nhưng mà mình lại vẫn áp dụng các cách học hiện tại của người lớn mình á cho trẻ con, mà trong khi nó học một cách hoàn toàn rất là khác. Mọi người hiểu thế này nhá, mỗi một độ tuổi ấy, thì thực ra là chúng mình sẽ có các cái cách học khác nhau, các kiểu tiếp thu khác nhau, thậm chí là mỗi một người thì đều có phong cách học tập khác nhau, khả năng học hỏi khác nhau và tính cách khác nhau nữa. Cho nên là nếu mà bảo là ở cùng một phong cách học tập có được không, thì nói chung là các bạn học thì cũng được. Thế nhưng mà nếu mà để nói là có hiệu quả cao nhất thì tất nhiên là một phong cách học tập chung nó không thể nào có hiệu quả cao nhất được, mà mình sẽ phải tìm lấy một cái phong cách học tập phù hợp nhất đối với cá nhân mình. Và đối với trẻ em cũng như thế thôi, các con cũng có những độ tuổi, phong cách học tập hay là tính cách khác nhau, cho nên nếu mà muốn đạt hiệu quả cao nhất thì chúng mình nên tìm một cái phong cách học tập phù hợp với các con. Mọi người có bao giờ nghĩ là trên báo, trên đài rồi các cái tài liệu sách vở đều nói rằng là trẻ con nó tiếp thu cực kỳ nhanh, thế nhưng mà đến con mình học thì nó lại không nhanh lắm không? Không phải là nó học không nhanh, mà nhiều khi là nó bị áp đặt vào cái cách học không phù hợp với nó mà thôi, chứ không phải là nó tiếp thu không nhanh đâu các bạn ạ. Cho nên bố mẹ mà muốn con giỏi tiếng Anh thì nên làm gì bây giờ? Thế thì chúng ta sẽ hỗ trợ các con tìm cái phương pháp phù hợp nhất. Đầu tiên thì mình sẽ nói về các giai đoạn học tập khác nhau của các con. Có nhiều giai đoạn học tập khác nhau ứng với các độ tuổi khác nhau. Và không kể là mỗi môn tiếng Anh thôi nhé, đối với các môn khác thì chúng ta cũng sẽ có những cái giai đoạn học tập tương tự như vậy. Đối với các con mà còn ở cái giai đoạn bé xíu sơ sinh á, các con sẽ học một cách rất tự nhiên thông qua các giác quan. Thì đúng rồi mà, vừa mới sinh ra đã biết suy nghĩ gì đâu, cho nên là dĩ nhiên là phải thông qua một cách cảm nhận giác quan tự nhiên rồi. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà bố mẹ quan tâm nhất này, đó là giai đoạn con từ 2 cho đến 7 tuổi. Tức là lúc đó cái đứa bé nó đã bắt đầu phát triển khả năng suy luận, suy nghĩ. Thế nhưng mà điều quan trọng là nó vẫn tự coi mình là trung tâm của thế giới. Người lớn mình thì không coi như thế đúng không? Nhưng mà trẻ con cái tầm tuổi đó nó lại nghĩ như vậy. Còn cái giai đoạn sau 7 tuổi ấy, thì trẻ con bắt đầu nó nhận thức được nhiều hơn về thế giới xung quanh, và nó ít coi mình là trung tâm của thế giới hơn. Ít là một chút thôi nhá, chứ không phải là hoàn toàn không còn là trung tâm của thế giới nữa nhá. Nhưng mà nó đã đỡ hơn rất nhiều so với lúc trước rồi. Còn ở tầm tuổi 12, hầu hết trẻ em là đã bắt đầu biết suy nghĩ nhiều hơn, suy luận nhiều hơn, rồi suy đoán nhiều hơn. Sau đó thì thậm chí là còn biết kiểm tra những suy luận, suy nghĩ, suy đoán đó của mình. Đấy, mọi người thấy đối với các độ tuổi khác nhau thì tâm lý rồi cách nhìn nhận nó có khác nhau không? Nó khác nhau như vậy thì dĩ nhiên là mình cũng sẽ phải đưa ra các cái cách học nó khác nhau, chứ không thể nào mà giống nhau được. Nói từ nãy đến giờ rồi, bây giờ thì mọi người có suy luận được ra tí nào về cách để hướng dẫn mấy đứa nhỏ nhà mình học bài như thế nào chưa? Để cho dễ hơn thì mình tổng kết lại nhá. Đó là tầm trước 7 tuổi, trẻ em là trung tâm của thế giới. Sau 7 tuổi, tức là từ 7 đến khoảng 12 tuổi á, bớt trung tâm hơn một tí, bắt đầu nhìn ra thế giới bên ngoài một tí. Còn lớn hơn 12 tuổi thì bắt đầu là suy luận rất nhiều, bắt đầu nhìn nhận xung quanh, kiểm tra xung quanh rồi. À, điều đó có nghĩa là đối với trẻ em dưới 7 tuổi, tức là trẻ em càng nhỏ á, thì mình càng phải lấy các ví dụ thiết thực liên quan đến chính bản thân đứa trẻ đó thì nó mới nhớ lâu được. Còn trẻ em càng lớn, sau 7 tuổi, sau 12 tuổi, tức là một số mốc đó, thì mình dần dần mình đưa cái đứa trẻ suy luận nhiều hơn, rồi dần dần cho nó cảm quan nhìn vào thế giới nhiều hơn, lấy các ví dụ liên quan đến thế giới xung quanh nhiều hơn so với cái đứa trẻ dưới 7 tuổi. Và việc học tiếng Anh tất nhiên cũng như vậy. Đối với trẻ dưới 7 tuổi thì chúng ta sẽ lấy toàn ví dụ liên quan đến chính bản thân cái đứa trẻ đó để nói tiếng Anh với các con. Còn trên 7 tuổi một chút, tức là dưới 12 tuổi á, từ 7 cho đến 12 tuổi thì nói về các con và những sự vật xung quanh các con. Còn trên nữa, tức là trên 12 tuổi á, thì mình sẽ nói nhiều hơn về thế giới. Mình hướng dẫn các con nói tiếng Anh và lấy các cái ví dụ nó liên quan nhiều hơn đến thế giới bên ngoài cho các con học suy luận nhiều hơn thì các con sẽ rất là hứng thú. Rồi, lại nói rông dài thêm một tí. Người lớn mình dĩ nhiên là trên 12 tuổi rồi đúng không? Cho nên là cái cách học của mình nó khác hẳn mấy đứa trẻ. Mình ít tự coi mình là trung tâm của thế giới hơn, mình nhìn nhận cuộc sống bên ngoài nhiều hơn, mình biết rằng mình không phải là cái rốn của vũ trụ, mình chỉ là một nhân vật bé xíu ở trên cái thế giới này thôi, và mình suy luận nhiều hơn so với một đứa trẻ. Và mình thậm chí mình thích cái cách học liên quan đến việc suy luận nhiều hơn. Chính vì thế, đối với người lớn thì bọn mình sẽ học theo cái kiểu tìm hiểu thế giới bên ngoài, suy luận cuộc sống xung quanh thì sẽ rất là dễ nhớ. Còn đối với đứa trẻ thì tập trung vào chính bản thân nó nhiều hơn. Thôi, hôm nay bọn mình dừng lại ở đây nhá. Phần 1.
Phần 1 này chỉ nói về vấn đề độ tuổi thôi, để cho các bạn hiểu về mặt tâm lý một chút đấy. Còn cách học thì nó dài lắm, chúng ta sẽ tiếp tục nói các phần sau. Các bạn nếu có thắc mắc điều gì hãy hỏi mình sẵn sàng trả lời. À, mình là Alex. Cách hướng dẫn học tiếng Anh cho trẻ em phần 2. Lần trước bọn mình đã nói về cách học theo độ tuổi của trẻ em rồi. Còn lần này bọn mình sẽ nói về phong cách học. Con của bạn là kiểu người học như thế nào? Nó phù hợp với kiểu học nào? Các bạn có biết không? Cái điều này rất là quan trọng nhé. Bởi vì mình sẽ phải tìm xem cái đứa trẻ đó nó phù hợp với kiểu học nào, chứ không phải là cứ ép học là nó sẽ giỏi, mà là nó phù hợp với kiểu học nào thì cái kiểu học đó sẽ khiến cho nó trở thành người giỏi. À không. Thì cái kiểu học đó sẽ khiến cho đứa trẻ đó trở nên hứng thú với học tập và hiểu bài một cách dễ dàng nhất. Muốn biết được điều này là mọi người sẽ phải để ý con một chút đấy. Mình sẽ xem các cái thói quen của con. Con mình thích tranh ảnh hay là thích đọc sách? Mình nó thích vận động hay là nó thích ngồi yên tĩnh ở một chỗ? Con mình nó thích nghe nhạc hay là thích vẽ vời? Nghe thì hoàn toàn không liên quan gì đến cách học tiếng Anh cả, nhưng mà nó lại rất liên quan đấy các bạn nhé. Bởi vì đó chính là cách mà các con thích, là thế mạnh của các con, và chúng ta sẽ lợi dụng điều đó để hướng dẫn các con học tốt hơn. Bây giờ mình nói kỹ hơn một chút xíu nhé. Nếu như con bạn thích đọc sách, thích hình ảnh, thích tranh vẽ thì con bạn thuộc vào style hình ảnh. Cho nên là trong lúc các bạn hướng dẫn các con học tiếng Anh á, thì các bạn sẽ lợi dụng điều đó, các bạn sử dụng hình ảnh, hình vẽ, rồi bản đồ, biểu đồ, cái kiểu như vậy á, để hướng dẫn các con nói tiếng Anh. Như vậy thì các bé thuộc style hình ảnh này sẽ nhớ được những cái điều mà các bạn nói nhanh hơn, dễ dàng hơn. Ok, loại số 1 là hình ảnh nhá. Còn loại số 2 ấy là các bé thích đọc to, thích giải thích. Đối với các bé thích đọc to, thích giải thích thì bọn mình đi kể chuyện nhá. Ngoài ra thì hầu hết các con đều rất là thích bài hát và vần điệu. Cho nên là mọi người cũng có thể sử dụng các cái bài hát hoặc là các cái bài thơ mà có nhịp điệu ấy để cho các con đọc theo, hát theo. Loại số 3 là các bé mà có hơi bị nhiều năng lượng. Nếu mà con bạn cứ thích kiểu động chạm các đồ vật rồi chạy quanh rồi di chuyển rồi nhảy nhót các kiểu thì bé thuộc style này rồi. Trong những trường hợp này mà các bạn bảo là đi đọc sách hay là đi giải thích thì chắc chắn là các bé không ngồi yên để nghe các bạn nói đâu. Lúc đó thì mọi người cho các bé học theo kiểu vận động nhá. Ví dụ như là cho các bé diễn lại một đoạn tiếng Anh này, hay là cho các bé thậm chí nhảy nhót theo một cái nhịp nhạc tiếng Anh nào đó. Đó. Còn con nào mà trầm tính hơn á thì thường lại có khả năng đọc rất là tốt. Các bé đó cũng sẽ có vốn từ vựng tốt hơn các bạn xung quanh. Cho nên là các bạn cho mấy bé đó chơi kiểu ô chữ này, hay là chơi xếp chữ này, hay là đọc các loại liên quan đến chữ này thì nó sẽ rất là phù hợp. Còn cái đứa nào mà nó cứ lý luận cả ngày ấy thì tức là nó phù hợp với các loại logic. Nó thích cái gì mà cứ phải tư duy logic, xong rồi là phải tạo ra nguyên tắc, hoặc thậm chí là chính các bé đó đặt ra nguyên tắc luôn, tự nghĩ ra nguyên tắc cho mình. Rất nhiều bé với phong cách đó giỏi toán nhé các bạn nhé. Đối với các bé này ấy, thì học kiểu giải đố phân loại. Như vậy mọi người có thể thấy đối với tính cách của mỗi con thì sẽ có một cái cách học khác nhau để phù hợp với những tính cách đó. Tất nhiên các con học chung thì cũng được, nhưng mà nếu các con có thể học theo thế mạnh của mình thì tất nhiên là chúng nó sẽ hứng thú hơn và chúng nó sẽ giỏi hơn. Thế nhá, mình là Alex và đây là series hướng dẫn học với các con. Mọi người có thể đặt câu hỏi cho mình nếu có điều gì thắc mắc. Hướng dẫn học tiếng Anh cùng con phần 3. Lần trước bọn mình nói về cách học liên quan đến độ tuổi và tính cách rồi. Còn lần này thì bọn mình sẽ nói về cách thức tương tác của các con nhé. Một số bé hướng ngoại và hòa đồng lắm. Thường thì những bé như vậy có thể học ngôn ngữ rất là nhanh, bởi vì chúng nó muốn giao tiếp nhiều. Mấy cái đứa nhỏ mà nó có tính cách đó thì nó không bao giờ nó sợ sai, cho nên là học tiếng Anh thuận lợi lắm. Nhưng mà có một số đứa bé thì nó lại tính trầm lặng hơn, suy tư nhiều hơn. Ê, mình ngày xưa là style đấy đây. Style trầm lặng suy tư. Mấy bé đó thì học bằng cách lắng nghe và quan sát các bạn nhé. Các bé này thì lại ngược lại với mấy bé trên, cực kỳ không thích sai lầm. Chúng nó phải ngồi suy tư, suy đoán các kiểu, cho đến khi cảm thấy nó không sai, cảm thấy rất là chắc chắn rồi thì bắt đầu mới hành động hoặc bắt đầu mới nói ra. Cho nên chúng mình sẽ phân ra làm hai kiểu tương tác học khác nhau. Nếu con bạn mà hướng ngoại thì chúng nó sẽ thích học nhóm và sẽ thích tương tác nhóm, thích học với các bạn bè khác. Trong khi cái đứa mà nó trầm tính hơn thì nó lại phải có thời gian yên tĩnh, thời gian riêng tư, thời gian để suy tư thì nó sẽ học đơn lẻ hoặc là tự học hiệu quả hơn so với học nhóm. Lúc đó trước khi đi ngủ thì các bạn nói vài câu tiếng Anh đủ thời gian yên tĩnh và suy tư cho các bé. Nói ít thôi nhá, không chúng nó lại mất ngủ. Học cái gì cũng phải từ từ dần dần, đặc biệt là tiếng Anh, cứ từ từ thôi nhá. Nó có thể đơn giản là kể một câu chuyện tiếng Anh trước khi đi ngủ thôi, không cần các con phải nghĩ nhiều đâu, nhưng mà tự não của các con hoạt động. Các bạn cứ yên tâm là thế, trẻ con nó thông minh lắm. Hôm nay không có thời gian thì mình nói ngắn ngắn vậy thôi nhá. Bữa sau bọn mình tiếp tục. Và mình là Alex. Đây là series hướng dẫn cách học tiếng Anh cùng với các con. Nếu mọi người có thắc mắc gì thì comment, nhắn tin cho mình, ok? Làm thế nào để tạo động lực học tiếng Anh cho các con bây giờ? Để các con có động lực học ấy thì điều quan trọng nó là phải vui vẻ và không căng thẳng. Nhiều ba mẹ mà cứ bắt các con phải theo nề nếp quy củ rồi phải học có trật tự này nọ thì nói chung là nó không phù hợp với môn học này. Môn tiếng Anh này nó yêu cầu năng động, vui vẻ, nói nhiều, cho nên là các bạn không thể tạo cái không khí quá căng thẳng khi học được.
các bạn có thể khuyến khích các con học và kết hợp với sở thích cá nhân của các con. Ví dụ như nếu các con thích bóng đá thì các bạn cho các con kể chuyện tiếng Anh về bóng đá, nghe tiếng Anh về bóng đá, thậm chí vừa đá vừa kể chuyện. Đến cái lúc mà các con thích rồi thì bó thế chứ khó nữa, thì nó vẫn sẽ chăm chú, nó ngồi nó học thôi, tự nó nỗ lực. Cái đứa trẻ nó phải cảm thấy quan tâm, nó phải cảm thấy thích thú thì nó mới có động lực để giải quyết được cái môn khó như môn tiếng Anh. Ở nhà ba mẹ cũng có thể tạo ra các cái hoạt động thú vị cho cái việc học tiếng Anh của các con. Ví dụ như là bật các cái video tiếng Anh, video ca nhạc, nhảy múa, hát hò bằng tiếng Anh, chơi các loại trò chơi bằng tiếng Anh. Nói chung là về mặt hình thức lựa chọn thì mình đã hướng dẫn qua hai clip trước rồi, các bạn có thể xem lại nếu mà mình lỡ quên. Còn đâu thì điều quan trọng ở đây đó chính là phải tạo động lực cho các con thôi. Nó có động lực thì nó mới có khả năng học được. Nếu mà các bạn thấy nó bắt đầu chán chán rồi thì cũng không cần phải ép đâu, bởi vì lúc ấy học cũng không vào. Còn nếu mà bé quá không tập trung thì các bạn có ép cũng chỉ ép một chút xíu thôi, đừng có tạo không khí căng như dây đàn nhá. Bởi vì nếu không khó học lắm. Bản thân mình là người lớn này, nếu mà căng một tí thôi là mình nhức hết cả não, là mình cũng muốn tắt hết các loại sách vở, máy móc rồi, không còn muốn học hành, đọc biết gì nữa rồi. Đứa trẻ nó cũng vậy á, cho nên là mình cũng phải thông cảm cho chúng nó một chút, chứ đừng có ép nó quá. Vậy thì đến đây câu hỏi đặt ra lại là đứa trẻ nó có thể tập trung trong vòng bao lâu? Tập trung chừng nào là bình thường? Thường thì các con chỉ tập trung được trong thời gian ngắn thôi, không tập trung được trong thời gian dài như người lớn đâu. Cái này là mọi người phải lưu ý nhé. Cho nên là người hướng dẫn học á, là mình có thể sẽ phải thay đổi một vài hoạt động trong cái buổi học đó, chứ không phải chỉ có một hoạt động duy nhất, để tránh cho cái việc là cái đứa trẻ nó cứ cảm thấy bồn chồn, bứt rứt, không thể ngồi yên được. Và một lưu ý rất quan trọng các bạn nhé, mình nghĩ là các bạn có thể đọc được ở một tờ báo nào đấy hoặc xem một cái video nào đấy rằng trẻ con có thể tập trung trong 20 phút, 30 phút, 40 phút gì đó. Nói chung là mình cũng không rõ nữa. Nhưng có một điều mình chắc chắn thế này, đó là thực tế là trẻ con ấy nó cũng là các cá nhân khác nhau, cho nên là có thể mức độ tập trung của nó không chính xác như nghiên cứu của các nhà khoa học ghi ra số lượng thời gian trung bình một đứa trẻ có thể chịu được, bởi vì nó chỉ là thời gian trung bình thôi chứ chưa chắc thời gian đấy nó đúng với con nhà mình. Cho nên là mình có thể tự quan sát con nhà mình xem là chúng nó tập trung được trong vòng bao nhiêu phút. Nếu con tập trung trong vòng 20 phút rồi con đã đứng nhổm lên nhổm xuống rồi thì đấy là giới hạn của con. Mình không thể ép nó đi theo cái đứa trẻ nhà hàng xóm bên cạnh là 30 phút được. Lúc này mình sẽ tạo các cái hoạt động chỉ có 20 phút thôi. Còn nếu mà đứa nhỏ nhà mình nó kiên nhẫn hơn, nó rất kiên trì, nó có thể chịu được 30 phút, ok, cho nó chịu 30 phút. Cho nó một hoạt động liên quan gì đó, ok, trong vòng 30 phút, sau đó mới đổi sang hoạt động khác. Chứ không phải là con nhà hàng xóm học trong 2 tiếng là nhất định con nhà mình phải học trong 2 tiếng. Còn nếu mà mọi người cảm thấy đổi hoạt động nó vẫn không ok lắm thì cứ cho học khoảng trong cái khoảng thời gian mà bé đó chịu được ấy. Sau đó chúng ta nghỉ ngơi 5 phút, 10 phút, thư giãn, sau đó lại quay trở lại học. Mình biết có những bé nó chỉ chịu được khoảng 5 phút thôi là nó đứng ngồi không yên rồi. Cho nên là mọi người sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào tính cách và khả năng chịu đựng của các bé đấy nhá. Ok, hôm nay đến đây thôi. Bữa sau chúng mình tiếp tục nhá. Nếu các bạn còn gì thắc mắc thì nhắn tin cho mình. Mình là Alex. Sửa lỗi tiếng Anh cho các con như thế nào? Theo ông bà ta thì thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, cứ mắng chửi nó là ok. Bảo là học đi học đi. Thế nhưng mà mình nói thật là cái này nó không có hiệu quả, đặc biệt là đối với môn tiếng Anh. Trẻ con ấy nó phản ứng rất tốt đối với các lời khen ngợi chứ không phải là lời mắng chửi. Cho nên là nếu các con làm tốt thì chúng ta đừng tiết kiệm lời khen, cứ khen các con thôi nhá. Tất nhiên là đừng có khen quá mức. Bởi vì khen quá mức thì nó lại tưởng nó là trung tâm của thế giới. Như là phần 1 về độ tuổi mà mình đã hướng dẫn các bạn rồi đó. Các bạn có thể tìm lại clip số 1 trong series này để xem nhé. Còn khi mà trẻ mắc lỗi thì bố mẹ đừng có chỉ trích con quá mức. Tất nhiên là chúng ta không thể khen với cái lỗi sai đấy được, mà chúng ta vẫn sẽ phải chỉ cho con đây là lỗi sai, nhưng mà một cách nhẹ nhàng thôi. Mình không biết các môn khác thế nào chứ bây giờ cái môn tiếng Anh này ấy, cứ nói ra là sai, nói ra là sai, đấy là chuyện hết sức bình thường. Và trong quá trình sửa lỗi thì chúng ta cũng không thể sửa lỗi liên tục được, bởi vì như thế sẽ làm mất đi sự tự tin của các con. Đặc biệt là các cái lỗi liên quan đến ngữ pháp nhé. Cái lỗi ngữ pháp sai là bình thường luôn. Bố mẹ đừng có mà quá lo lắng hoặc là quá trầm trọng hóa cái việc sai lỗi ngữ pháp, mà chúng ta sẽ coi đó là một chuyện hết sức bình thường. Chúng ta sẽ sửa dần dần, rồi đâu sẽ vào đó. Nguyên tắc cơ bản trong việc dạy tiếng Anh ấy mà cô giáo nào cũng biết luôn, đó chính là không bao giờ được sửa mọi lỗi sai ngữ pháp các con nói ra. Cho nên là nếu bố mẹ thấy rằng là con mình nói sai ngữ pháp mà tại sao các cô mình không sửa nhỉ, thì đây cũng là chuyện hết sức bình thường nhá. Thỉnh thoảng các cô sửa lỗi này, thỉnh thoảng các cô sửa lỗi khác, có lúc các cô sửa ngữ pháp, có lúc các cô sửa phát âm, chứ không phải là lúc nào cứ thấy một câu sai ngữ pháp là các con dừng lại, không được nói nữa, sửa câu này rồi mới được nói, thì không có. Cái đấy nó quá tạo áp lực cho các con và khiến cho nó tự ti, nó sợ rằng nó sẽ nói sai. Học tiếng Anh ấy là phải không được sợ sai cơ. Nói sai liên tục vẫn phải tự tin đứng lên nói cơ. Đấy mới là đúng, đấy mới là thái độ đúng trong cái việc nói tiếng Anh.
Cho nên là bố mẹ cũng như vậy nhá, thay vì là chỉ ra mọi lỗi sai của con thì chỉ ra chút chút thôi nếu có biết, còn không biết thì cũng chả sao cả, cứ thế mà khuyến khích các con sử dụng tiếng Anh thôi. Nói kiểu gì cũng được, cứ nói ra ngoài đi, nói ra ngoài được là tốt, chứ còn không nói ra được cứ sợ sai mới là có vấn đề. Cho nên sửa lỗi ít ít thôi, có kiểm soát thôi, và khuyến khích các con nói nhiều lên nhé. Mình là Alex và đây là series hướng dẫn học tiếng Anh với các con. Hôm nay bọn mình sẽ tiếp tục nói về vấn đề hướng dẫn các con học tiếng Anh. Không nhớ là phần bao nhiêu nữa rồi, nhưng nếu mọi người đây là lần đầu tiên theo dõi thì có thể quay trở lại các clip trước ở trong series này của mình nhé. Hôm nay bọn mình sẽ nói về vấn đề sự lặp lại và thói quen khi học của các con. Trẻ con nó khác người lớn rất nhiều các bạn nhé, và nó luôn cần cái sự lặp đi lặp lại để ghi nhớ. Các bạn có tin không, mình có một học sinh, nó chỉ 7 tuổi thôi, mà trong một buổi học để học được mấy cái từ vựng, hình như có 5 từ vựng hay 7 từ vựng gì đó thôi, mà nó không có tập trung. Mình phải lặp đi lặp lại chắc phải đến 10 lần. Mình phải lặp đi lặp lại chắc khoảng 10 lần gì đó trong một cái buổi học đó để con có thể tập trung và nhớ được cái từ vựng đó. Cho nên là hướng dẫn các con học là phải vô cùng kiên nhẫn, và chuyện chúng nó không nhớ được là chuyện hết sức bình thường. Mình phải lặp đi lặp lại. Vì vậy là mọi người đừng có ngại cái việc lặp đi lặp lại nhá. Và các cái hoạt động cũng tương tự như thế. Các hoạt động dạy học trong tiếng Anh ấy, cơ bản là các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ có cái sự lặp đi lặp lại rất là nhiều. Đừng có sợ các con bị chán. Qua các buổi khác nhau mình lặp đi lặp lại một cái hoạt động đó cũng không có vấn đề gì cả. Bởi vì sự lặp đi lặp lại cùng với một chủ đề ngôn ngữ, hoặc là một nhóm ngôn ngữ, hoặc là một nhóm ngữ pháp cái gì đó liên quan đến ngôn ngữ, là một điều rất tốt để các con có thể ghi nhớ được. Và cái sự lặp lại đó nó cũng hỗ trợ cho độ thuần thục của các con. Các con có thể được luyện tập một cách thuần thục, tăng level nói tiếng Anh. Và không biết là bố mẹ có để ý thấy không, chứ trẻ con ấy, nó thích nghe đi nghe lại một bài hát, lặp đi lặp lại một bài hát, một đoạn nhạc quen thuộc rất là nhiều lần. Mà trong khi người lớn mình có khi nghe một hai lần là thấy chán rồi, nhưng mà trẻ con nó không nhá, nó không thấy chán tí nào luôn. Càng là sự quen thuộc thì càng mang lại cái tự tin cho đứa trẻ hơn. Mà để nói tiếng Anh thì tự tin quá quan trọng. Mọi người đều biết rồi phải không? Và cũng chính vì thế ở nhà ấy, mọi người nên thiết lập một cái thói quen hoạt động, hoặc một thói quen làm bài tập lặp đi lặp lại liên tục đối với đứa trẻ. Đừng có sợ chán nhá, cứ lặp đi lặp lại đi. Nó phải trở thành một cái, trong tiếng Anh người ta gọi là routine. Và mình là Alex, nếu các bạn có bất cứ thắc mắc gì cứ nhắn tin cho mình.